Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn con máy in đa chức năng hai mặt tự động của hãng HP. Model của nó là HP Laser Z 1536. Con này in hai mặt tự động, photo hai mặt, kết nối với máy tính qua cổng USB và cổng mạng LAN. Mình in thử. Để in hai mặt thử coi. In ba trang. Chọn in hai mặt. Rồi. Mình đã in hai mặt thử. Cái dòng này tốc độ tương đối nhanh các bạn ạ. Máy in ok, nhìn chung là bản in rõ nét. Cái điện thoại nó quay hơi mờ, các bạn thông cảm nhé. Nhìn chung là tất cả chức năng của máy nó hoạt động bình thường hết. Photo tự chạy. Mình photo thử này. Photo tự chạy này. Tự động cuốn giấy này, tay ADF này. Tốc độ rất là nhanh. Đó. Bản copy rất là đẹp. Đấy không? Bây giờ là mình sẽ photo thử dưới mặt kính này. Rồi. Ok. Bản gốc làm sao thì bản copy như vậy thôi. Chất lượng đảm bảo. Máy rất là đẹp các bạn ạ. Cũng có nhiều bạn hay hỏi dòng máy này nữa. Nó in qua cổng USB và cổng mạng LAN. Nãy giờ là mình đang in qua qua cổng mạng đấy. Có gắn USB nhưng mà nãy giờ mình đang thử qua cổng mạng đấy. Khai đảo mặt. Sử dụng nguồn điện 220V. In hai mặt tự động, copy hai mặt. Copy khay ADF và khay mặt kính. Máy còn ok. Chung là máy còn ok các bạn ạ, rất là đẹp. Ổn. Sử dụng hộp mực 78A. Khay khiếp đầy đủ, không thiếu gì. Máy tốc độ nhanh nên là động cơ vận hành hơi kêu lớn tiếng một xíu, nhưng mà cũng bình thường thôi. Bạn nào có nhu cầu liên hệ mình nhé. Chào các bạn.